Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị có một quỹ đất của riêng mình thì chắc hẳn quý vị cũng mong muốn xây được một căn nhà làm sao cho vừa đảm bảo tính nghệ thuật, lại vừa với túi tiền và phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả gia đình mình. Vậy thì ngày hôm nay Minh Thư sẽ dẫn các bạn vào tham quan một ngôi nhà cấp 4 mái Thái tại thành phố Tuyên Quang do chi nhánh công trình Viettel Tuyên Quang thi công trọn gói. Các bạn hãy đi theo mình nhé. Quý vị thân mến, ngôi nhà được thiết kế với diện tích là 175m², được bố trí rất nhiều cây cối và đặc biệt phía bên phải của căn nhà như quý vị đã thấy có một tiểu cảnh có nước và cá rất là sống động và gần gũi với cả thiên nhiên. Và đặc biệt hơn nữa thì gia chủ cũng có bài trí thêm một bộ bàn uống nước rất là phù hợp cho người thân và bạn bè tới thư giãn cùng gia chủ vào mỗi dịp cuối tuần. Ngay khi bước vào phòng khách thì quý vị chắc chắn là sẽ có cùng với cảm nhận với Minh Thư, đó là sự ấm cúng hay là không gian rộng rãi, thoáng đãng của căn phòng này. Đặc biệt là các cái nội thất trang trí hay là ban thờ tự có cùng một tông màu trầm ấm, giúp cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Đi vào sâu phía trong căn nhà, như các bạn đã thấy, chúng ta có gian bếp rất là đầy đủ tiện nghi. Ở đây chúng ta có bàn ăn cho cả gia đình. Nơi đây rất là phù hợp để cho mỗi một dịp cuối tuần hay là hàng ngày cả gia đình cùng nấu nướng và thưởng thức những bữa ăn ngon. Ngoài ra thì có một điều rất là đặc biệt, quý vị có thể nhận thấy là phía bên này có một cửa phụ thông ra sân sau của ngôi nhà, sẽ giúp cho không khí được lưu thông, tránh ám mùi và ẩm mốc. Căn nhà cấp 4 mái Thái sẽ được thiết kế với 3 phòng ngủ tiện nghi cho cả gia đình. Như phòng ngủ này là dành cho một em nhỏ của gia chủ. Quý vị có thể thấy là chiếc cửa sổ lớn này sẽ giúp cho căn phòng đón ánh sáng tự nhiên, giúp phòng thông thoáng và rộng rãi hơn rất là nhiều. Sang phòng ngủ bên cạnh, quý vị có thể thấy là căn phòng này có tới 2 chiếc cửa sổ. Gia chủ của chúng ta là người yêu thích và tìm hiểu rất nhiều về phong thủy nên là hầu như phòng ngủ nào cũng sẽ có cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt hơn nữa là khi một căn nhà chúng ta có rất là nhiều đồ đạc cần phải cất đi cho nó gọn ấy, thì đây sẽ là một cái kho để gia chủ có thể để đồ đạc thừa vào đây. Công trình phụ với diện tích phù hợp và tiện nghi cho gia đình khi đặt ngay ở gần các phòng ngủ. Ngoài ra, không thể không kể đến phần đèn trần thạch cao được thiết kế vô cùng tinh tế, kết hợp trang trí nội thất giúp cho ngôi nhà trở nên sang trọng hiện đại. Và một điều cốt lõi tạo nên điểm nhấn của ngôi nhà đó là mái Thái. Khi sử dụng mái Thái sẽ khiến cho ngôi nhà của chúng ta trở nên mát mẻ và thông thoáng. Xin giới thiệu với quý vị, đây là anh Trương Chiến Trinh, là chủ của căn nhà này. Vâng, xin chào anh Trinh ạ. Vâng, anh chào chị. Anh ơi, thì không biết là trước khi mình lựa chọn đối tác để xây dựng căn nhà của mình ấy, thì anh đã biết đến Viettel công trình như thế nào ạ? Thì qua tìm hiểu thì mình biết là công trình của Viettel qua Facebook và qua Zalo, anh em bạn bè giới thiệu, mình thấy hơi ưng ý thì mình phối hợp để làm. Vậy thì khi mà mình đã nhận công trình hoàn thiện rồi thì mình có cảm xúc như thế nào ạ? Nói chung là rất tốt, nói chung là đẹp, ưng ý. Vâng. Thế qua đây thì cũng mong muốn là anh em bạn bè kể cả qua Facebook, Zalo thì cũng giới thiệu cho công trình Viettel để làm cái ngôi nhà đẹp hơn. Tổng chi phí thi công trọn gói chỉ 760 triệu đồng. Nếu quý vị mong muốn có một ngôi nhà đẹp với một chi phí phù hợp như thế này thì hãy liên hệ với chi nhánh công trình Viettel Tuyên Quang qua số hotline 1900 989868 hoặc 032-674-7777 để được tư vấn chu đáo, nhiệt tình và chuyên nghiệp. Còn bây giờ, cho phép Minh Thư được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.